viêm nó bị rỗ mà lấy thì nó đau, hiểu không? Chứ nó cũng đơn giản là... con nghĩ đi, một cái mụn nguyên một cái chùm như vậy làm sao mà nó không viêm được. Đúng chưa? Mà thử tưởng tượng đi, nguyên một cái mặt con mà nó bị nguyên một cái đống như vậy rồi sao chịu nổi. Này nó bị cái chân này. Quấn vô nó không đau, tại cái chỗ đó bữa giờ con đeo nó nguy hiểm, nó bị đau quá. Tại sao? Tại vì nó đau quá. Bữa giờ con bị nhức cái chỗ đó, cái chỗ của mình ấn xuống. Dạ. Bữa giờ con bị nhức cái chỗ đó. Đừng có nhái nha. Dạ. Mình cô dứt từ từ vậy nên nó đã đây. Con nhái là bị trọc. Đó. Vậy là nhẹ nhất rồi đó. Cục bự bự đó con. Xung quanh cái cục bự, cục bự kia tới. Thank you.
xà lông, xà lông. Thả lông, thả lông. Đó, nhiều lấy cục bự nha. Lỏng ra tí. Cục này nhức không? Không nhức cô. Không có nhức hả? Dạ. Nó xong cục này rồi đó. Bỏ tay ra, bỏ tay ra, còn cục cục rác bên đây nữa. Rồi. Chà, cái này nó không dính. Đó.
coi coi xin nghỉ một xíu rồi đi vệ sinh cái con vô. Ok rồi xong rồi. Nhưng mà giữ cái này đừng cho nó rớt nha.